Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo ngày mai, ngày 16 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất thì từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng gay gắt còn kéo dài ở miền Trung trong nhiều ngày tới. Riêng Bắc Trung Bộ, ngày 16 tháng 6, nắng nóng giảm nhẹ về cường độ, sau đó thì gay gắt trở lại. Tại Thừa Thiên Huế ngày mai, ngày 16 tháng 6, tại Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ. Nắng nóng cao điểm là thời điểm mà chỉ số tia UV ở khu vực Thừa Thiên Huế ở mức cao, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là những người thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng. Thời điểm cường độ tia UV mạnh nhất là từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Người dân nên hạn chế ra đường khi không cần thiết để chủ động phòng tránh. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6, tại Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng nhưng có cường độ giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn bây giờ là phần nhiệt độ chi tiết ngày mai cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Đảo Sơn Trà, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ.